có làm gì trong cái đám này tuần trước có làm không? Trong đám này tuần trước có làm không nhỉ? Năm bốn có đầu số ok chưa? Có nghe rõ thì nói không đây? Có. Rồi. Tôi chưa mẫu một số câu nhé. Tôi chưa mẫu một số câu thôi. Nhớ là làm tập ở nhà thì quen tay được đấy. Không thì cứ học xong lại quên, từ nhà đơn giản thôi. Nhà thì chưa mẫu ở câu câu gì nhỉ, câu e nhá, thì chưa hai ba câu thôi. Tôi cho bạn là chưa quen, luyện tập tiếp. Nửa đầu cái này mình chỉ luyện tập cái này cho quen thôi, còn nửa sau mình học tham số. Một à, bài này mình nhìn cung trước đúng không? Mình nhớ chú hôm trước lại là mình có hai hướng ưu tiên, nhìn cung và nhìn bậc. Cùng cung chưa? Chưa cùng một cung nào cả. Đấy, thằng x, thằng 2x đúng không? Vậy mình ưu tiên là gì nhỉ? Đưa về cung bé hơn. Đưa về cung bé hơn mà dính với cái hàm hàm đấy. Thì ở đây là cung x đúng không? Nó dính với sin và cos. Như đây ở đây là sin bình. Đúng không nhỉ? Ở đây là sin bình. Đấy. Mà đây là cos x bậc 1. Vậy mình sẽ cố gắng đưa về gì đây? Đưa tất cả về toàn gì nhỉ? Đưa tất cả về toàn toàn cos đúng không? Chưa qua nhé, nó sẽ là gì nhỉ? Sẽ là 2 cos bình nhé, trừ 1 đúng không? Cộng với gì? 1 trừ đi cos bình nhé. Để đưa về toàn cos mà, đúng không? Cộng 2 cos x cộng 1 bằng bằng 0. Đến đây biến đổi lại cho người thôi là tương đương gì nhỉ? Rút gọn lại sẽ là cos bình x. Cos bình x đúng không? Cộng với là gì nhỉ? 2 cos x rút gọn cộng 1 bằng 0. Dễ dàng giải ra ta thấy cos bằng bao nhiêu? Cos x bằng trừ 1. Cos bằng trừ 1 nó là trường đặc biệt đúng không? Đặc biệt đây này. Thầy không dạy, thầy không viết cái này cho mấy đứa, nhưng mấy đứa phải cố gắng tự tư duy cho thầy. Tự nghĩ cho thầy nha, là cos là trục ngang đúng không? Trên đường tròn có mấy điểm cho cos bằng trừ 1 nhỉ? Trên đường tròn có mấy điểm cho cos bằng trừ 1? Chỉ có một điểm này thôi. Đúng không? Một điểm này trên đường tròn nó chính là gì? Nó chính là bi. Cứ sau một vòng, nó lặp lại đúng không nhỉ? Sau một vòng lặp lại đúng không? Đấy thì mình xem nó là gì nhỉ? X sẽ bằng gì? X sẽ bằng gì đây? Sẽ bằng bi cộng với cả tan 2 bi. Nhớ thầy nhá. Ta thử xem. Đó. Bi cộng tan 2 bi. Thử xem. Ok không? Kết quả giống nhau không? Để trước này thì chắc kết quả luôn nha. Sẽ giống nhau không? Đấy. Câu này khi trên trường của mình chỉ mức này thôi. Mức này thôi. Mức này so với chung là mức khó. Được chưa nhỉ? Cái chương này nói chung là nó giảm tải cho nên nhiều. Nhiều rất liên quan là vẫn phải học cái chương này trước. Khi nào học off thì sẽ dạy không, không gian sau. Đấy. Được chưa nhỉ? Rồi, câu tiếp theo để chữa là câu S. Để chữa 3 câu bài này thôi. 3 câu tính như thì cần chữa thôi. Để cho bạn nào biến, chưa biến đổi cái cung quen ấy, thì còn theo dõi được. Câu S là 4 sin bình của 2 cộng 8 cos bình của x
trừ 1 bằng 0. Rồi, thì câu này nhá, mình đưa cái cung gì bây giờ? Nhìn cung cho thầy, một thằng là 2x đúng không? Một thằng là x. Chưa cùng rồi. Nhưng mà nếu mà mấy đứa mà chọn đưa về cung x ý, đưa về cung x đúng không? Thì nếu mà mấy đứa chọn mấy đưa về cung x này này. Đó. Thì thằng này nhá, nó sẽ là bậc 4 đấy. Bậc 4 hơi to đúng không? Hơi to. Vậy bây giờ mình sẽ nghĩ là đưa về cung to một tí đi, để giảm bậc nó. Nói chung là cung càng to, cung mà càng to, bậc thì sẽ càng nhỏ. Hiểu vấn đề không? Mình đưa về cung to hơn một chút đi. Vậy sẽ đưa về cung gì? Các bạn để ý nhá, chỗ này nhá, thằng này thầy hạ bậc đúng không, thầy hạ bậc thì đang cung x đúng không, nó biến thành cung mấy x nhỉ? Cung 2x đó. Cụ thể là gì? Cụ thể là cos 2x đúng không? Thì nhắc lại luôn đây cho mấy đứa xem là cos bình alpha hạ bậc là gì. 1 cộng cos alpha cos 2 alpha trên 2 nhân đôi cung, đúng chưa nhỉ? Vậy ý tưởng của thầy đơn giản thôi, cứ thấy bình phương đúng không, bình phương thầy hạ bậc cái đã, tính sau hạ bậc cái đã nhé, nó sẽ là gì, nó sẽ là 4 này, thế là rất là chậm đấy, cộng với cả gì nhỉ, 8 đúng không, nhân với cả gì, 1 cộng cos của 2x chia 2, chuẩn chưa, trừ 1 bằng 0, hay tương đương gì nhỉ, hay tương đương gì nào, 4 sin bình của 2x này đúng không, cộng với cả 4 nhân phá ra cos 2x, 8 chia 2 là 4 trừ 1 là còn 3 bằng 0. Đến đây đơn giản chưa, đến đây đơn giản chưa nhỉ, cùng cung chưa, rồi cùng cung chưa, rồi cung 2x đúng không, mục tiêu là đưa về cùng gì nhỉ, cùng hàm, vậy là tương đương gì cho thầy, 4 nhân cái gì, 1 trừ cos bình 2x đúng không, ưu tiên đưa về cái hàm bậc nhỏ hơn đấy, cộng 4 cos 2x cộng 3 bằng 0, vậy tương đương gì nhỉ, tương đương gì, trừ 4 cos 2x đúng không, cộng 4 trừ 4 cos bình 2x nhỉ, cộng 4 cos 2x cộng 4 cos 2x được chưa nhỉ, cộng 7 bằng 0. À, đấy là chưa tự giải nhá, tự giải nghiệm xấu ấy đúng không, nghiệm bài hơi xấu, mày đưa ra giống thầy chỗ này không, chỗ này thì quên thì chia sẻ đề nghiệm hơi xấu. Có hiểu cái này không mấy đứa? Đơn giản đúng không? Đấy, đưa về cùng cung nha. Rồi. Ok. Được chưa? Bảo là chưa làm được thì hoàn thiện cho thầy vào đi. Tập một chút để nhớ lại. Hoàn thiện rồi cho thầy nhá. Rồi thì nốt câu nữa nha, nốt câu nữa là một câu H. Câu H là câu tương tự rồi. Câu H là câu tương tự. Một câu tương tự. Câu H nha.
Đây là gì đây? 5 trừ đi 4 sin bình x trừ 8 cốt bình của x trên 2 bằng trừ 4. Ok, bằng trừ 4. Câu này chọn đưa về cung gì nhỉ? Đây, một thằng là x trên 2, đúng không? Một thằng là x. Đó, quan hệ là gì? Gấp đôi nhau chưa? Thật ra bài này là giống hết bài trước à? Giống hết bài trước, đúng không nhỉ? Nếu thầy coi cái x trên 2 là alpha, nếu thầy coi cái x là alpha đúng không? Thì cái này sẽ là gì? Cái này sẽ là mấy alpha? 2 alpha, đúng chưa? Giống hết bài trước chưa mấy đứa? Thì như là giống hết, đúng không nhỉ? Thế này như câu F nha, như câu F. Như câu gì nhỉ? Như câu F. Ok, đúng không? Nhìn giống giống không? Như câu F à? Mình đưa về cung gì nhỉ? Mình đưa về cung 2 alpha. Với alpha ở đây là x trên 2. Đấy, như câu F nhá. Đấy là cái bài tập về nhà đấy. Thầy chưa mà câu tiêu biểu thôi. Bài tập của nhà phần này có 4 bài cơ. 4 bài, 2 bài của SinCode, 2 bài của Tan. Cái phiếu này thầy dạy năm ngoái, đang dạy mấy anh chị tôi lấy giỏi đấy. Thế là mấy năm nay thì giảm bớt lại, thì giảm bớt lại tôi lấy nhiều. Bài tập về nhà trong phiếu thì cố gắng tự làm như thế nha, cố gắng làm xem làm được không. Có thể thấy chưa, những câu tiêu biểu như kiểu này thì chưa nhỉ, tiêu biểu như kiểu này thôi thì không chưa hết, mình không thể ra. Nếu chẳng may sau lớp 12 các bạn cũng được học lại thôi, công cụ mới. Ok chưa? Rồi mình đi vào ôn tập một tí nha, ôn tập một chút này. Bài 1 nè, mình làm 2 bài thôi, mình sang bài tham số. Ôn tập nhớ lại nhé. Bài 1 là giải phương trình. Giải phương trình thứ 1, 2 sin bình x cộng 3 cos x trừ 3 bằng 0. Rồi, từ dễ đến khó thôi. Mục tiêu ôn lại. Cos của 4 x cộng 2 sin 2 x trừ 1 bằng 0. Câu 3 là 3 lần cos bình x trên 2 trên 2 sin bình của x trừ cos 2x trừ cos 2x trừ 2 bằng 0. Rồi câu 4, câu 4 là 2 cos 2x, 2 cos 2x cộng sin bình x cộng 4 cos 2x cộng 2 cos 4x cộng 2 cos 4x. Trừ 1. Ok. Rồi làm thử giấy câu này nào. Những câu cơ bản đã. Từ dễ đến khó nha, ôn lại thì nhớ bài, không chủ quan. Các bạn biết ở đây thi trường mình đấy, hay thi các trường nào khác ấy, các câu nó chỉ mắc cơ bản thôi đúng không, cũng không quá khó.
Con tôm không khó. Để cho một chút để em làm. Không chưa? Ừ. Mới nhìn thấy màn hình không? Mất rồi thầy ơi. Ok lại mà có một dễ nha. Nào, Ánh Dương à? Là bao nhiêu? Là cái gì nhỉ? Ánh Dương. Nào. Có một đơn giản chưa? Mình đưa về hàm gì nhỉ? Mình đưa về hàm gì? Cùng cung rồi. Cùng cung rồi đúng không? Vậy mình đưa về hàm gì đây? Hàm cốt đúng không? Nó sẽ là gì nhỉ? Hai mấy là gì? Một trừ cốt bình x cộng ba cốt x đúng không? Trừ ba bằng không. Vậy tương đương gì nhỉ? Trừ đi hai cốt bình x đúng không? Cộng ba cốt x trừ một bằng không. Khi mình làm quen rồi phải t ảnh phụ nữa. Cốt x bằng một và cốt x bằng bao nhiêu? Một phần hai. Nên thỏa mãn chưa? Mày giải là x bằng bao nhiêu thôi? X sẽ bằng k2 pi. X sẽ bằng gì nhỉ? Cộng trừ đi lên 6 đi trên 3 k2 pi. Đó. Một câu nha. Rồi. Mình sang câu 2 là hai câu dễ. Một thằng là 4x
một thằng là 2x đúng không? Nếu thầy coi là alpha, cái alpha này thì cái này sẽ là mấy alpha? 2 alpha. Thì mình sẽ ưu tiên gì nhỉ? Ưu tiên đưa về cung bé hơn mà dính với cái hàm cung bé đấy. Cụ thể mình đẩy cốt về toàn gì? Đẩy cốt về toàn sin. Đúng không? Đẩy cốt về toàn sin. Vậy câu 2 mình triển khai kiểu gì đây? Thế là nhớ nhá, alpha là 2x nhá. Đúng không? Thì sẽ là 1 trừ 2 sin mình alpha không? Tức là 2 sin mình của 2x. Đúng chưa? Cộng gì nhỉ? 2 sin của 2x trừ 1 bằng 0. Hay cái lương gì nhỉ? Trừ 2 sin bình của 2x cộng 2 sin của 2x bằng 0. Vậy cái lương gì đây? Sin 2x bằng 0. Hoặc là sin 2x bằng bao nhiêu? Bằng 1. Nếu các bạn, cái này là 2 trường đặc biệt rồi. 2 trường đặc biệt đúng không? Tức là 2x của mình bằng kb này. Và là 2x của mình bằng bao nhiêu? Đi trên 2 cộng với kb này, k2b này. Đó. Giải x thôi. X sẽ bằng bao nhiêu? Kb trên 2. X sẽ bằng bao nhiêu nhỉ? Đi trên 4 cộng kb. Nhớ là k của thầy Z. Tối thiểu nha, tối thiểu là phải nhớ được các thầy cái trường đặc biệt đấy. Ok không? Tối thiểu là vậy. Được chưa nhỉ? Rồi, để sang câu 3 nào. Sang câu 3. Câu 3 mình chọn đôi cung gì mà nhớ nhỉ? Mình chọn đôi cung gì? Nào. Lợi nè, gọi lợi nè. Có mấy không lợi? Lợi có mít không? Đúng rồi. Là thủy nha. Thu thủy nha. Bài này các bạn đưa cung gì nhỉ? Có ai biết không? Có ai biết đưa cung gì không? Có biểu cho thầy nào? Sai thì thôi. Đúng rồi, mình đưa về cung x đúng không? Mặc dù bài này nhá, cung bé, mình có 3 loại cung thôi. Có 3 loại cung. À, x trên 2, x và 2x để phân tích để chọn. Mình thông thường nhá, nghe này. Thông thường ý, là mình sẽ đưa về cung trung gian, một cung trung gian nào đấy. Chứ đừng có đưa về cung bé nhất quá. Khi mình có hai cung, một cái mẹo nhá. Khi ví dụ cái bài 2 này, câu 2 này. Thì có hai cung, đúng không? Thì thầy sẽ cố gắng đưa về cung bé nhất. Là cung 2x, đúng không nhỉ? Nhưng mà khi thầy có ba cung, thông thường thì nó là thông thường nhá. Chứ không phải tất cả. Thông thường mình sẽ chọn ra một cái cung trung gian nào đấy. Cung trung gian nó ở giữa cung bé nhất và cung lớn nhất để mình đưa về. Ở đây mình có ba cung là x trên 2, x và 2x. Quan hệ của nó là gì nhỉ? Cứ gấp đôi dần không? X gấp đôi x trên 2 này. 2x gấp đôi x này, đúng không? Vậy mình sẽ đưa về cung gì nhỉ? Cung x. Đưa kiểu gì? Thằng đầu tiên là thầy hạ bậc, đúng không nhỉ? Hạ bậc là gì đây? Thế là 3 nhân với gì? 1 cộng cos 2 alpha đúng không? Nhân đôi lên sẽ là cos x trên 2. Em hiểu không? Mấy đấy hiểu không? Cộng với sin bình là gì nhỉ? Sin bình là 1 trừ cos 2x. Và sin bình chỉ để nguyên thôi. Thầy đưa về cung x mà. Thầy đưa về cung x. Sin bình. À bây giờ nhá, nhìn cho thầy này. Ở đây cos x đúng không? Thôi viết chậm lại đi. Rồi các bạn đỡ thắc mắc. Rồi dễ hiểu nhá. Mình có nhiều thời gian mà. Nào. Rút lại là gì? Dù các bạn thấy sẽ là trừ 2 cos 2x này cộng 2 sin bình của x này cộng 3 cos x này
cộng 1 bằng 0. Đến đây kết thúc, đến đây cơ bản chưa, bài cơ bản chưa? Mình sẽ đưa về cung x đúng không? Đưa về cung x, cụ thể là hàm gì? Hàm cos bậc 1 không? Hàm cos hàm bậc 1, vậy cụ thể mình đưa về hàm. Hàm cos vậy sẽ là gì nhỉ? Đẩy cos 2x về toàn cos. Đúng không? Cộng với 2 nhân với 1 trừ cos bình x. Đúng chưa? Cộng với 3 cos x. Cộng 1 bằng 0. Vậy đấy là tương gì thôi? Tương gì nhỉ? Trừ 6 cos bình x. Trừ 6 cos bình x. Đúng không? Cộng 3 cos x. Cộng 3 cos x. Cộng 5 bằng 0. Đó, tự làm nốt nhá, chắc là điểm xấu đấy. Chết rồi, nhận lại xấu rồi. Nhiệm xấu đúng không? Nhiệm này siêu xấu. Đấy, đây tự làm tiếp nhá. Và nhớ cốt của thầy cho bạn từ 1 đến 1. Đấy. Từ đây các bạn có phải tính ra thầy. Cố định bao nhiêu đấy. Tự làm nhá. Hay xấu. Được chưa? Để cho hướng nhá. Được chưa nhỉ? Nắm rõ mấy cái này chưa? Hàng tháng thế sẽ cố gắng cho bạn kiểm tra. Có cả trách nhiệm, có tự luận. Tháng này thì không, bắt đầu tháng sau nhé. Hết tháng 7 thì sẽ có bạn kiểm tra. Trách nhiệm tự luận. Câu 4 nào. Câu 4 nó chắc là tương tự câu 3 đúng không? Đưa về cung gì đây mấy đứa? Mình đưa về cung gì đây? 2x à? Đúng rồi, đưa về cung 2. 2x. Thì thằng này này, thằng này mình dùng cái trò gì nhỉ? Thằng này mình dùng trò gì? Dùng cái trò gì đây? Hạ bậc. Đúng không? Thằng này mình sẽ hạ. Hạ bậc. Đó, hạ bậc. Đúng không nhỉ? Để đưa về 2x. Vậy mình sẽ viết từ từ nha. Sẽ là 2 này. Cốt 2x này. Hạ bằng thằng này xuống cho thầy. Xin bình là 1 trừ cốt đúng không? Cốt 2 alpha tức là cốt 2x. Trên cho 2. Cộng với cả 2 cốt 4x. Viết chậm thôi. Rút gọn lại. Rút gọn lại sẽ là gì? 4 cốt 4x. 4 cos 4x cộng 3 4 cos 4x cộng 3 cos 2x cộng 3 cos 2x được chưa nhỉ? Cộng mấy đây? Trừ 1 bằng 0. Đến đây quá đơn giản rồi. 4x mấy cái này là alpha thì cái này sẽ là mấy alpha? 2 alpha đúng không? Mình ưu tiên đưa về cung bé hơn. Tức là đưa về cung 2 alpha. Đẩy 4 về toàn cốt. Đúng chưa? Cộng 3 cốt 2x. Trừ 1. Bằng 0. Vậy tương đương gì nhỉ? Mình tương đương gì? 8 cốt bình của 2x. Cộng 3 cốt 2x. Đúng không? À, trừ 5 bằng 0. Bấm máy tính ngay các thầy. Một cái số, một cái đẹp. Cốt 2x bằng trừ 1. Hoặc là gì nhỉ? Hoặc cốt 2x bằng trừ 5 phần 8. Bằng dưới 5 phần 8. Đúng không? Tương gì nào? Tức là 2x đúng không? Nó sẽ bằng là gì nhỉ? B cộng K2B. Thầy vừa dạy rồi đấy. Trên đường tròn đúng không? Chỉ có duy nhất một điểm. Duy nhất một điểm là cốt bằng 1. Đúng không nhỉ? Và 2x sẽ bằng gì?
cộng trừ ARC tốt của 5/8 K2 pi. Để đây giải x cho thầy thôi. Giải x ra x bằng bao nhiêu? Đi trên 2 cộng K pi x sẽ bằng gì nhỉ? Cộng trừ 1/2. Nhớ phải chia 1/2 ra ngoài nhé. Chia ra ngoài chứ phải mấy đứa nhét vào trong đâu. Rất nhiều đứa nhét vào trong sẽ là 5/16 đấy, không phải. Mình nhét ra ngoài. Được chưa nhỉ? Nhớ chia ra ngoài cho thầy. Ok. Đấy, bài 1 thì xử lý xong rồi nhá. Nắm được không nhỉ? Thắc mắc gì bài 1 này không? Ok chưa? Đấy, bài 1 nhẹ nhàng, ôn lại. Bài 2 thì cho hơi lặng một chút nhá, bài 2 hơi lặng một tí. Bài 2 hơi lặng một chút nhá. Nào. Xong chưa mày đứa? Vẫn ổn chứ? Nào, bài 2 nghĩ để cho thầy nhá. Xem được không? Khó một chút đấy. Bài 2 là giải phương trình rồi cho 3 4 câu thôi là sin 4 x cộng cos 4 x được chưa nhỉ? Trừ đi 2 cos x cộng 1 bằng 0 này. Ý 1, ý thứ 2 là sin mũ 6 x cộng cos mũ 6 x cộng 3 sin 4 x cos 4 x bằng 5 cos 2 x trừ 1 và câu 3. Cos của 2 nhân x cộng b trên 3 đúng không? Cộng b trên 3 cộng với gì đây? 4 cos của b trên 6 trừ x cộng 5/2. Ok, 5/2 lẻ luôn rồi. 3 câu, 3 câu. Rồi cho các bạn một chút để đang nghĩ như thầy hướng câu 1. Câu 1 các bạn làm được thì câu 2 các bạn cũng làm được. Sorry, chỗ này là phải là 2. Sửa đây cái này 2x nhá. X thì vẫn được thôi nhưng mà nó không to. Cho thầy 2x nhá. Để cho một chút thời gian.
Ok cho nào, nghĩ được cho nào. Có ai có ý tưởng câu 1 chưa? Bạn nào ý tưởng câu 1 chưa nhỉ? Câu 1, câu 2 tương tự nhau. Câu 1 nhá. Nào, bây giờ mình nhìn cái cốt 2x này. Cùng cung. Cung có cùng cung chưa? Chưa cùng cung đúng không? 2x. Đấy, x đúng không nhỉ? Đấy, nhưng mà x của mình là gì đến mũ 4? Cái thằng x này này là gì đến mũ 4 không? 2x là gì đến mũ 2? Vậy cộng, biến đổi cho thầy, biến đổi cho thầy cái mũ 4 về bậc bé hơn một tí, biến đổi cái mũ 4 nhá. Nào bây giờ để như sau này, thì có như sau này, để một chút nha. Mình có sin mũ 4 ấy cộng cos mũ 4 ấy. À, thì biết thầy sẽ nhìn nhá. Biết cho các bạn thầy sẽ nhìn này. Thế là sin bình x, tất cả bình, cộng với cos bình x, tất cả bình. Thầy biết này được không? À, sin bình tất cả bình. Mình nghe này, nhìn cho nó quay không? Nó có dạng là A bình cộng B bình chưa? Đúng là A bình này cộng B bình chưa? Đấy. Cái này là VS này, mình từng quá quen rồi. Thế là gì nhỉ? Thế là sin bình x cộng cos bình x tất cả bình trừ đi hai lần. Mày hiểu không? Có hiểu không nhỉ? Hiểu cái này không? Đây này, a bình cộng b bình đúng không? Thì bằng a cộng b tất cả bình trừ 2ab mà. Chuẩn chưa? À mà để cho thầy nhé. Sin bình cộng cos bình là mấy nhỉ? Sin bình cos bình là mấy? Đó là một. Ra để ý tiếp này, nhớ lại một chút này. À, sin 2 thì bằng 2 lần sin cos. Đúng không? Vậy ở đây nhá, mình có này. Thì bình phương 2 về đây, vậy bình phương 2 về đây. Vậy sin bình 2 nó phải bằng cái bình không? Đúng không nhỉ? Nó sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng 4 lần. Đúng chưa nhỉ? Đúng chưa mấy đứa? Mà ở đây của mình là mấy lần? Ở đây của mình là mấy lần sin bình cos bình nhỉ? Ở đây là mấy lần sin bình cos bình? 2 lần sin bình cos bình. Vậy nó sẽ là trừ 1 phần 2 sin bình của 2. Đó. Mày đi hiểu không? Sin 2 thì là 2 sin cos. Vậy sin sin cos đúng không? Nó sẽ bằng 1 phần 2 sin 2 không? Đó. Bình phương 2 bế lên thì sẽ mình được cái này, sẽ ra lại cái này. Mấy thắc mắc gì cái này không? À vậy khi đó nhá, vậy khi đó suy ra ngay này, quy trình một thầy viết lại như sau này, thầy viết lại như sau, nó sẽ là một trừ đi một phần hai sin bình của hai x đó cộng với gì nhỉ, trừ đi hai cos của hai x cộng một bằng không. À đến đây bài toán cơ bản chưa, bài toán cơ bản thế nhỉ? Bài cơ bản rồi đúng không? Nó tương đương với gì đây? Thầy quy đồng 2 nhá. Tức là trừ sin bình 2x này, trừ 4 cos 2x này, đúng không? Trừ 4 cos 2x này. Gì nữa? Cộng 4 bằng 0. À tương đương gì nhỉ? Trừ mở ngoặc. Sin bình nó là gì? Nó là 1 trừ cos bình x à? 1 trừ cos bình 2x trừ đi 4 cos 2x cộng 4 bằng 0. Vậy tương đương gì đây?
cos bình của 2x này trừ 4 cos 2x cộng 3 bằng 0. Thế thì ngon chưa? Toàn nhận đẹp. Bấm máy tính cho thầy. Cos 2x bằng 1 hoặc là cos 2x bằng bao nhiêu? Bằng 3. Cái này loại. Đúng không? Cái này thỏa mãn. Cos 2x bằng 1 thì 2x bằng bao nhiêu? Cho 2pi. X bằng bao nhiêu nhỉ? X bằng bao nhiêu? X bằng 3pi. Nhớ nhá. Ở đây k thuộc. Ok. Ok chưa? Được không mấy đứa? Đó. Rồi, câu 2 ví dụ nhá. Câu 1 các bạn khác gì không? Biến đổi đúng không nhỉ? Biến đổi. Câu 2 các cách tương tự thôi, một cách tương tự đó, biến đổi cho thầy cái này. Cái trên mình vừa có rồi. Biến đổi cho thầy cái cos mũ 6 cộng sin mũ 6 là bao nhiêu? Đấy, biến đổi xem nào. Biến đổi cho thầy thử nhá. Xem ra là bao nhiêu. Có ai là có hai chưa? Nào, câu 2 nhá, mình lại đứng ở trước này. Thì thứ 2 nhá. Mình có cái gì? Mình có cái sin mũ 6 x cộng cos mũ 6 x đúng không? Nó bằng gì nhỉ? Nó bằng là mục tiêu của thầy là muốn giúp hằng hằng thức thôi. Mũ 3 cộng cos bình x. Mũ 3 đúng không? À, còn nhớ không? A mũ 3 cộng B mũ 3 bằng gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Hằng thức. Tức là sin bình x này cộng cos bình x này đúng không, tức là a cộng b này, nhưng mà a bình nghĩa là sin 4 x cộng b bình đúng không, rồi trừ đi ab. Nhưng mà thằng này là mấy rồi, thằng này là một rồi đúng không, thằng này là một rồi, còn thằng này sin 4 cos 4 vừa làm ở trên rồi, vừa làm ở trên rồi đúng không nhỉ. Nó chính là gì? 1 trừ 1 phần 2. À 1 trừ 2. 1 trừ 2 đúng không? 2 sin bình của x có bình x không? Lại trừ đi sin bình x.
Cốt bình x đó. Vậy chốt lại nó bằng gì nhỉ? Chốt lại nó bằng cái gì? Nó bằng là 1 trừ đi 3 sin bình x. Cốt bình x sin bình x. Cốt bình x nó bằng cái gì nhỉ mấy đứa? Bằng cái gì đây? Nó bằng cái gì nhỉ? Nó chính là 1 trừ đi 3 phần 4 sin bình của 2x. Đấy, phân tích tương tự thì phân tích cho mấy đứa xem đấy. Tương tự cái chỗ này này. Ok không? Chỗ là xanh đỏ ấy, làm câu đỏ ấy. Tương tự. Được chưa nhỉ? Đấy, cơ bản chưa? Vậy lắp vào đây, vậy thức trình 2, phương trình nó sẽ là gì nhỉ? Sẽ là gì? 1 trừ 3 phần 4 này. Sin bình của 2x này. Đúng không? Một nhóm. Cộng với 3 lần của gì? 1 trừ 1 phần 2. Sin bình của 2x một nhóm. Cộng 5 bằng 5 cos 2x. Giữ gọn, quy đồng giữ gọn cho thầy. Đặt bút, quy đồng giữ gọn cho thầy. Thì nó sẽ là cái gì? À, nó sẽ là gì đây? Sẽ là trừ 9 sin bình của 2x. Mẫu chung là 4 mà. À, trừ đi 20, chuyển vế luôn nhá. Cos 2x. Được chưa nhà? 4, 3, 12. Một sáu cộng với 20 à? Cộng với 20 bằng không. Đấy là cơ bản chưa? Cơ bản chưa? Cùng cung rồi, cung 2x rồi. Đẩy về toán cốt cho thầy. Ta trừ 9 này nhân với sin của gì? Nhân với là gì đây? Nhân với gì nhỉ? 1 trừ đi cốt bình của 2x đúng không? Trừ đi 20 cốt của 2x cộng 20 bằng không. Rút lại cho thầy thôi, nó sẽ làm gì? 9 cos bình của 2x trừ 20 cos của 2x. Được chưa? Cộng 11 bằng 0. Bấm máy cho thầy thôi, bấm máy cho thầy. Mình ra ngay cos 2x bằng bao nhiêu? Bằng 1. Và là cos 2x bằng bao nhiêu? Bằng 11 phần 9. Cái này loại. Biết sao loại không? Vì nó ngoài khoảng, ngoài cái đoạn trừ 1 đến 1 đúng không nhỉ? Cos 2x bằng 1x bằng k2b. Cái trò ngoài 1x bằng k2b. Nhớ nhá. K thì b. Ok, chưa mấy được ạ. Đơn giản vậy thôi. Nắm được hai câu này chưa? Về sau lúc ôn tập lại, cả trường mình giác ý, mình sẽ gặp mấy câu mũ to này nhiều đấy. Mình sẽ có cách biến đổi riêng. Mình chỉ dừng lại cái mũ to này, mình chỉ dừng lại ở cái mũ mũ 4 là mũ 6 thôi. Còn mũ mà to hơn, mũ 8, mũ 10 ý, thì mình sẽ có cách biến đổi khác. Được chưa nhỉ? Còn cô C nào, cô C có ý tưởng gì chưa? Câu C hả? Câu C có cái nghe là ý tưởng gì chưa? Ngân Ngọc ra chưa? Có ý tưởng gì không?
Thì Trang có ý tưởng gì không? Em chưa thấy, giờ em mới đọc. Ừ, nghĩ thử đi. Để cho 2 phút nghĩ thử ý tưởng nào. Và nó có thể nói luôn cho thầy nhá. Nói cho thầy cũng được. Ok nào. Câu C có ai có ý tưởng gì chưa? Ý tưởng là vẫn phải đưa về cùng một cung đúng không? Cùng cung, cùng hàng. Đấy, các bạn thì cho dạng này nó chỉ là hàng một, chỉ bằng hai thôi. Cùng cung, cùng hàng. Cùng cung, cùng hàng nào. Để cho thầy nhá, để nhìn cái cung trước, thầy bảo là những bài lượng giác, không chỉ lượng giác ấy. Nó khó cái cung, phải nhìn cung cho thầy trước, nhìn cung trước. Ở đây nhá, mình có hai loại cung. Một thằng này là bi trên 6 chữ x. Mấy nhìn thấy không? Một thằng là bi trên 6 chữ x. Một thằng là x cộng bi trên 3. Đây cái ý tưởng này, mình nhìn nhá. Để ý cho thầy hai cung này có gì đặc biệt không? Có gì đặc biệt không? Mình nhận xét ngay, nhận xét ngay cho thầy, nhận xét ngay cho thầy. Nhìn một chút nhá. Mình có x cộng bi trên 3. Cái số 2 ở ngoài không quan tâm, nó là gấp đôi cung thôi. Quan trọng là cái cung gốc là cái gì đúng không nhỉ? Cộng với cả bi trên 6 chứ x. Bằng bao nhiêu? Bằng bao nhiêu ở mấy đứa? Bằng bi trên 2. À, tổng hai thằng là bi trên 2 không? Tổng hai thằng là bi trên 2. Vậy mình sẽ nghĩ ngay này, cái thằng gì nhỉ? Cái thằng phụ phụ chéo không? Vậy xưa mình có ngay là gì nhỉ? Là bi trên 6 trừ x đúng không? Cái thằng là bi trên 2 trừ đi gì? Trừ đi gì nhỉ? X cộng bi trên 3. Vậy đi hiểu không? À vậy phụ chéo nhé, phụ chéo này. Phụ chéo với theo cốt đúng không nhỉ? Cốt của bi trên 6 chữ x. Đúng chưa? Sẽ bằng gì nhỉ? Sẽ bằng là gì đây? Cốt của cái gì? Bi trên 2 trừ đi x cộng bi trên 3. À, cốt của bi trên 2 trừ alpha nó chính là gì? Nó chính là sin alpha kìa. Đúng không nhỉ? Vậy phương trình 3 nhá, vậy phương trình thì viết như sau này. Phương trình 3 vậy như sau, sẽ là cốt của gì đây? Cốt của hai lần x cộng bi trên 3. Đúng không? Mấy cái này mai sau mình phải nhìn khéo một chút nhé, nhìn khéo một chút đấy. Cốt thì vừa biến đổi rồi, cốt này biến thành gì nhỉ? Biến thành 4 lần sin. Đúng chưa?
bằng 5 phần 2. À bây giờ nhìn ngon chưa? Đã ngon chưa? Nếu thầy coi này là alpha đúng không? Thì thằng của lượng sẽ là bao nhiêu alpha nhỉ? 2 alpha chưa? Vậy mình ưu tiên là đưa về cung bé hơn không? Với cả hàm dính lên nó. Thế mình đẩy cốt về toàn gì? Đẩy cốt về toàn sin nhá. Với alpha mình hơi cồng kềnh đấy, nó sẽ là gì nhỉ? 1 trừ đi 2 sin bình của gì? Alpha ở đây là x cộng b trên 3. Mày đã hiểu không? Đó. Ok không nhỉ? Cộng 4 lần gì đây? Sin của x cộng b trên 3 bằng 5 phần 2. Đến đây thì rút gọn lại nhá. Thì quy đồng thì rút gọn lại cho thầy. Thế là gì nhỉ? Thế là trừ 2 này. Sin bình của x cộng b trên 3 này. Đấy. Cộng 4 lần gì nhỉ? Sin của x cộng b trên 3. Đúng chưa? Gì nữa nhỉ? Chuyển 5 phần 2 sang. Thế là trừ đi 3 phần 2. Còn không? Casio cho thầy thôi. Casio cho thầy nhẹ hơn. Ẩn chung của mình là sin bình x cộng b trên 3 mà đúng không? Không chỉ bậc 2 mà vậy. Ok nhá. Bấm máy tính này. Nhận đẹp không? Bạn vào đây cho thấy kết quả là nhìn đẹp không nhỉ? Ba phần hai với cả một phần hai. À, thế loại ngon quá rồi. Ngon chưa? Xin mua một phần hai đơn giản thế nhỉ? Thế là x cộng bên trên ba sẽ bằng gì? Arc sin 1 phần 2 đúng không? Arc sin 1 phần 2 là sẽ là bi trên 6. Cộng 2 bi. Vậy sẽ bằng gì nhỉ? 5 bi trên 6. Đó, cộng 2 bi. Đến đây các bạn tự làm x cho thầy nhá. X còn bao nhiêu? Ok. Là sẽ ôn tập lại cho mấy đứa. Xong. Cái phần phương trình bậc cao. Chủ yếu là gặp bậc 2, bậc 3 thôi. Bậc 2, bậc 3 thôi. Không tham số, nửa đầu coi như mình đã xong. Mình đã xem lại đi, thắc mắc cái nào hỏi thầy. Để kiện nữa mình sang lại. Mình sang lại cái phương trình có tham số nhé. Tham số. Để cho 2 phút đọc và xem lại nhé. Ok chưa? Hiểu ý tưởng không? Nhấn mạnh cho mấy đứa nhá, từ nay về sau phương trình đánh giá thì cái cung của phương trình rất là quan trọng. Hiểu vấn đề không nhỉ? Và mình chỉ làm việc với những bài có cùng cung thôi. Đấy. Nên là cố gắng biến đổi tối thiểu là phải về cùng một cung đã, rồi mình quẩy sau, hiểu không? Trừ cái phương trình cơ bản sin u bằng sin v thì cung thì nào cũng được. Đấy, còn những bài khác thì quan trọng nhất là cái cung. Và mình xử lý cho khéo để đưa cung hợp lý cho nhà. Cứ bình tĩnh thôi nha, học từ từ thôi, không phải vội, học chậm thôi. Đấy, 2 tháng mà chỉ được giác thôi, không có gì cả. Ok, sẽ về sang mảng thứ hai mình quan tâm nha. Mảng thứ hai mình quan tâm này.
Vì cái phần này không phải phần ngày xưa nữa. Cái quy trình giải này không khó như ngày xưa nữa, nên là chủ yếu thầy đi vào tham số. Và bài toán chứa tham số nhá, bài toán chứa tham số. Bài toán chứa tham số. Ok chưa? Bài toán chứa tham số. Đấy thì để làm tốt phần này nhá, thầy nhắc lại cho mọi người một số kiến thức cơ bản sau. Tạm thời nhá, tạm thời đối với giới hạn của phần này ấy, cái trắc nghiệm hay thi này, tạm thời này. Tạm thời là mình chỉ dừng lại ở hàm bậc 2 thôi. Tạm thời là dừng lại hàm bậc 2. Dừng lại hàm bậc 2. Còn nhớ thầy dạy không? Hoặc là các biến đổi của nó, các biến đổi của nó mà liên quan đến hàm bậc 2. Được chưa? Thì thầy nhắc lại nhá. Cái hàm số, nhắc lại một tí này. Hàm số y bằng ax bình cộng b cộng c. Nhớ là c khác không? Phải có xoay ax không? Cái này chính là parabol đúng không? Đồ thị là parabol. Cái đỉnh nhớ lại cái này này, quan trọng là cái đỉnh này. Cái đỉnh y đúng không? Có dạng là gì nhỉ? Trừ b trên 2a. Và gì? Và f tại trừ b trên 2a. Có hiểu không? Tức là mình thay x, mình thay này, mình thay cái x bằng trừ b trên 2a này vào y. Được chưa? Thay bằng hàm y thì chính là f của trừ b trên 2a đấy. Và nhớ lại cho thầy nhá, nhớ lại cho thầy những cái đặc biệt này. Với a dương đúng không? A dương thì mình có bảng đầu tiên như sau. Bát ngửa đúng không? Bát ngửa, bát ngửa giống như thế này. Đây sẽ là đỉnh này. Đúng không? Còn đây sẽ là gì nhỉ? F tại trừ b trên 2a. Đúng chưa? Còn nếu âm có dạng bát úp đúng không nhỉ? Bảng đầu tiên như sau. Bát úp đúng không? Bát úp. Nhớ lại nhá. Chiều đi xuống đi lên này. Đây là đi lên đi xuống này. Đấy. Đây vẫn là điểm, điểm y là trừ b, trừ f của trừ b trên 2a. Còn điểm thế này vẫn là trừ b trên 2a. Đúng không? Nhớ lại chưa? Đấy. Ok không nhỉ? Và chú ý đây cái thứ hai này, là chú ý thứ hai, chú ý thứ hai về cho phương trình, cho phương trình bậc hai có tham số ax bình cộng b cộng c. Nhớ nhá, cái này là có tham số, có tham số, có tham số. Thì thầy nhắc lại này, ưu tiên đấy, thì mình sẽ ưu tiên, hướng ưu tiên là mình sẽ có các hướng như sau. Các hướng thầy viết theo thứ ưu tiên nhá, viết theo thứ tự ưu tiên. Thật ra hướng 1 thứ 2 là như nhau, mình sẽ kiểm tra linh hoạt từ hướng 1 thứ 2. Là hướng 1, hướng 1 này là cô lập M, cô lập M được chưa nhỉ? Cô lập M và đưa về hàm bậc 2, là đưa về hàm bậc 2. Hiểu không mấy đứa? Cô lập M đưa về hàm bậc 2. Thành hướng thứ hai, hướng thứ hai là kiểm tra delta. Delta nó có chính phương hay không? Nó có cả chúng tôi hay không? Hay không? Nhớ lại nhá, chính phương nhá phải có dạng là gì nhỉ? Chứ delta của mình phải dạng M bình đúng không? M bình. Vì sao? Vì khi khai căn nó đẹp thì gọi là chính phương. Được không nhỉ?
Còn đường thứ ba là đứng bần cùng nhất của mình, đứng bần cùng nhất của mình là thì ứng VN. Hồi lớp 10 rất là kỹ phần này rồi, rất là kỹ phần này VN. Thì đứng bần cùng nhất của mình nha. Rồi vấn đề trên nhà. Thông thường gặp bài tham số nha, mình sẽ có ba người như thế. Rồi sẽ demo, chủ yếu thì sẽ demo với một hướng hai thôi. Mỗi hướng à, ví dụ chưa? Rồi cho ví dụ nhá, đấy các hướng xử lý đấy. Nhắc lại cho thầy. Nào thì cho ví dụ một này. Ví dụ một đơn giản thôi. Là cho công trình 2 sin x bình x trừ đi sin x cộng 2m trừ 1 bằng 0. Câu hỏi này này, tìm m để phương trình có nhiệm thì mời phương trình có nhiệm. Nào bây giờ nhé, phân tích cái sai lầm của mấy đứa này, phân tích cái lỗi sai hay gặp nha. Cái lỗi sai là cái sai hay gặp này, sai lầm hay gặp, lầm thường gặp này. Cái lỗi sai của mấy đứa thường gặp như sau này, nghe nhá, là mấy đứa nhá đặt t đúng không, đặt t bằng sin x, thằng này bước này thì ra đúng không, trừ một đến một đúng không, vậy phương trình sau mới viết hình gì, phương trình sau sẽ viết hình gì nhỉ, 2t bình trừ t cộng 2m trừ 1 bằng không. Mới hiểu không? Bây giờ nhá, mới nghe này, ghi này, đây là để phương trình vô nhiệm, vô nhiệm tương đương ngay delta phải nhỏ hơn hoặc nhỏ hơn không, hay tương đương gì nhỉ, tương đương là 1 trừ 8 nhân với 2m trừ 1 phải nhỏ hơn không, vậy giải ra thì m lớn bao nhiêu, m lớn bao nhiêu đây, 9 phần 16. Ok, kết luận 9 phần 16. Đố mới được biết bài này sai thế nào. Bài này sai thế nào?
Có nhìn ra lỗi sai không? Bài này giải sai thế nào này? Đây là một cái lỗi sai rất là hay gặp của mấy đứa ấy. Để trách nhiệm anh kêu luôn. Một lỗi sai rất là hay gặp. Bài này sang thế nào? Có ai nhìn ra không? Ngân, Ngọc. Mấy đứa nhìn ra lỗi sai không nhỉ? Đó. Như anh. Cái này là nó bị thiếu trường hợp. Thiếu trường hợp là? Còn trường hợp có thể là T nó không thuộc từ khoảng âm 1 đến 1 ạ. Hay là nếu cô gọi ý đúng đấy. Nào, để bây giờ nhá, nếu để phương trình vô nghiệm ấy. Nếu nhá các bạn dừng lại ở đây ấy, nếu các bạn dừng lại ở trường hợp này, đúng không? Thì các bạn chỉ là đang nói là gì thôi, là không có T. Không có T. Đúng không nhỉ? Thì tức là phương trình vô nghiệm đúng không? Nhưng các bạn phải nhớ nhá. Nhưng mà các bạn nghe này, nếu đúng không? Nếu sao có nhiệm, có nhiệm. Thì giả sử là gì? Giả sử là t bằng 1, à t bằng 2 đi, và t bằng 3 đi. Đúng không nhỉ? Tức là delta lớn không đấy. T có nhiệm đúng không? Bằng 2 bằng 3. Nhưng mà hai cái này có lấy không hả mấy đứa? Hai cái này có lấy không? Cũng loại hết. Không. Vì sao? Vì tên nó chỉ trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Đúng không nhỉ? Cũng loại hết đúng không? Vậy nếu mà các bạn giải ra T bằng 2, T bằng 3 thì các bạn cũng là phương trình vô nghiệm. Tức là gì nhỉ? Nhớ nhá, phương trình này ý, là theo biến T bậc 2 theo T chưa? Nhưng mà T là trong đoạn nào? T trong đoạn từ trừ 1 đến 1. Tức là nghiệm của mình ý, nó chỉ trong đoạn từ trừ 1 đến 1 thôi. Mới hiểu không? Nên là mấy đứa giải mỗi cái delta lớn không, delta nhỏ không là chưa đủ. Muốn làm chuẩn bài này các bạn làm thêm trường hợp nữa là gì nhỉ? Phương trình có nhiệm. Trường 2 các bạn phải làm trường 2 thế này. Là phương trình có nhiệm. Không thuộc khoảng. À, không thuộc cái khoảng. À, sorry, thì bảo có nhiệm đúng không? Có nhiệm. Có nhiệm tức là delta lớn bằng 0 đấy. Đúng không nhỉ? Nên là nếu mà không thì nhỏ cái này thôi. Đó. Không có gì cả. Trường 2 các bạn phải ghi là phương trình. Làm này sai này. Làm này sai các bạn hiểu lỗi sai chứ là vì sao? Vì có nhiệm nhá. Với T bằng 2, với T bằng 3 các loại hết. Thì phương trình thành vô nhiệm không? Đó. Vậy làm chuẩn bài này mình nghĩ là có nhiệm trên đoạn nào? Có nhiệm trên các đoạn từ trừ 1 cho đến 1. Nhưng làm cái này thì nó dài đúng không? Làm cái này thì dài. Bây giờ nhá, cách làm chuẩn này. Cách làm chuẩn như sau này. Cách làm đúng này. Cách làm đúng. Nào, mình vẫn đặt T nhá, vẫn đặt T nhá. Đặt T bằng sin x này. Đúng không? T thuộc cái gì nhỉ? Từ trừ 1 tới 1 này. Phương trình sẽ là gì? Sẽ là cái 2T bình trừ T cộng 2m trừ 1 bằng 0. À, phương trình 1. Nhớ thầy nhá. Thầy bảo rồi, gặp phương trình bậc 2 có tham số chưa? Các hướng ưu tiên, cô lập m, kiểm tra delta. Thì bài này mình chọn hướng gì nhỉ? Mình chọn hướng cô lập m. Hai tương đương là gì nhỉ? 2m đúng không? Nó sẽ bằng gì? Nó sẽ bằng là trừ 2t bình cộng t cộng 1. À, thầy coi cái này là ft nhá, thầy coi là ft. Còn nhớ không? Thì khi đó đây là phương trình 2, khi đó là số nhiệm của 2, đúng không nhỉ? Là gì đấy? Nó là số giao điểm của gì nhỉ? Là số giao điểm
của đồ thị FT, của đồ thị FT và đường thẳng y bằng 2m. Còn nhớ mà tương giao parabol ở lớp 11 trước rồi đấy. Số nhiệm là số giao điểm ấy, còn nhớ không nhỉ? Nó là số giao điểm của FT này và đường thẳng y bằng 2m. Được chưa? Đường thẳng y bằng 2m. Ok không? MFT mình là gì hả mấy đứa? Cứ nghe theo sau nhá. FT mình là gì? Nó là parabol không? Nào, mình có bảng biến thiên FT này. Bảng biến thiên của FT nhá. Đây là T, đây là FT. Mình làm nhanh thôi. Nhớ T của mình trong lọc từ trừ 1 đến 1 đấy. Nào, đỉnh là gì nhỉ? Đỉnh là trừ B trên 2A. Đỉnh là trừ B trên 2A đúng không? Bằng bao nhiêu? Bằng 1 phần 4 chưa? Vậy này sẽ 1 phần 4. Để này A mê dương. Phần A là mê dương. A âm tức là bác úp không? Bác úp là đi lên. Rồi đi xuống. Hiểu không? Khoảng mình xét là khoảng nào? Đoạn mình xét là đoạn từ trừ 1 đến 1. Tính toán là tại trừ 1 thay vào ST này, ST này, ST ở chỗ này này, thay vào đây. Tại trừ 1 nó là trừ 2. Tại 1 nó là 0. Tại 1 phần 4 là bao nhiêu? Tại 1 phần 4 là bao nhiêu? Tính với thầy nào. 1 phần 4 trừ 1 phần 8. 98 ạ. 1 phần 8. 9 phần 8. À, bây giờ nhá, đồ thị như sau này. Thì minh họa đồ thị ra ngoài nhá. Minh họa đồ thị ra ngoài này. Đấy chưa? Từ trừ 2 này lên bao nhiêu? Lên 9 phần 8 này. Lại xuống mấy? Xuống 0. À, cao thấp rõ ràng chưa? Vậy có nhiệm khi nào nhỉ? Có nhiệm khi nào? Tức là nó phải như thế này. Đúng không? Hoặc như thế này. Nhớ đây là đường 2M nhá. Đây là đường 2M. Vậy mình so sánh với gì nhỉ? Tức là suy ra ngay là gì? Suy ra ngay là trừ 2 phải nhỏ bằng 2M. 2M phải nhỏ bao nhiêu? 9 phần 8. Vậy suy ra ngay là gì? Trừ 1 nhỏ bằng M. M nhỏ bao nhiêu? 9 phần 16. Ok chưa mấy đứa? Có hiểu cái này không mấy đứa? Để cho 2 phút xem lại nhá. Thắc mắc hỏi thì luôn. Hỏi luôn thì còn giải quyết. Thầy ơi vô nghiệm thì em tưởng tượng phải lấy R chứ. Đây là có nhiệm cho cái khoản. Đây là có nhiệm chứ nhỉ? Nhưng đề thầy là vô nghiệm mà. Có mà. Thầy ghi nhầm thế này thì ghi nhầm đấy. Tôi chỉ có nhiệm. Hiểu không? Đề này có nhiệm nhá. Có nhiệm mà, tức là gì nhỉ? Đường thẳng nó chỉ cần cắt đồ thị thôi, mày đã hiểu không? Đường thẳng chỉ cần cắt đồ thị thôi. Đó. Tức là gì nhỉ?
2m mình phải nằm trong cái đoạn từ trừ 2 cho đến 9 phần 8. Tức là từ min đến max. Được không? Tẹo thì sẽ hỏi khó hơn là có bao nhiêu nhiệm thôi. Bao nhiêu nhiệm thì câu chuyện mệt hơn nhiều. Được chưa nhờ? Có nhiệm thì rất là nhẹ nhàng chán rồi đấy. Ok chưa? Hiểu bài này không? Mấy đứa? Thảo thiếu hiểu không? Mấy đứa Thảo? Cho ví dụ hai danh tự nhá, ví dụ hai danh tự, ví dụ hai danh tự, tôi quen tay, là ví dụ hai là cho công trình cốt 2x cộng với cả cốt x đúng không, trừ đi m cộng 2, tìm m tương tự nha, để phương trình có nghiệm, có nghiệm. Ok, nào làm thêm bài tương tự nào. Một bài tương tự. Rồi, kết quả bao nhiêu nhỉ? Nào, qua đây mình đưa một tí đúng không? Tại sao mình đưa một chút nhá? Là đưa về cùng một hàm đã. Tức là 2 cos bình x trừ 1 đúng không? Cộng cos x trừ m cộng 2 bằng 0. Là t là gì nhỉ? Là t bằng cos x. Nhớ t nhá, thuộc cái đoạn từ trừ 1 đến 1. Hiểu chưa? Đây phương trình sẽ thành gì? 2t bình cộng t trừ m cộng 1 bằng 0. Thế cô lập m đi, cô lập m cho thầy. Thế m sẽ bằng gì nhỉ? 2t bình cộng t cộng 1 bằng 0 bằng ft. Đó là bôn đúng không? Câu thủ tục bản biến thiên nào? Đây là t, đây là ft. Cái câu thủ tục không phải ghi đâu. Câu này ghi câu này nào? Được chưa nhỉ? Đỉnh là bao nhiêu? Đỉnh là trừ 1/4.
A Dương. A Dương chưa? Đi xuống rồi đi lên. Hiểu vấn đề không nhỉ? Trừ 1 đến 1. Tại trừ 1 thay vào FT này. FT đây. Thay vào nó là 2. Tại 1 nó là 4. Tại trừ 1 phần 4 là bao nhiêu? Nó sẽ là 7 phần 8 à? Ok vậy minh họa đồ thị nhá. Nó sẽ là 2 này xuống 7 phần 8 này. Rồi lên 4 này. Đó. Rõ ràng chưa? Có nhiệm tức là như thế này. Còn như thế này. Đúng không? Đây là M. Vậy suy ra M như nào nhỉ? 7 phần 8. Đó là M. M bằng 4. Ok. Mày đi hiểu không? Đơn giản chưa? Thế cho khó dần nhá, cho khó dần đấy, cho khó dần. Kết quả giống thầy không mày được như nhau không? Cái này trắc nghiệm hỏi hay 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 hỏi nhiều cái này đấy, hỏi nhiều luôn. À, để phương trình có nhiệm phù à, cái từ trừ đi trên 4 đến đi trên hai. Ok nào, bình thường nhá các bạn này không cho x điều khiển x đúng không, thì t mình sẽ chọn trừ 1 đến 1, còn bài này thì cho điều khiển x đấy, cho điều khiển của x thì t lúc này của mình sẽ khác trừ 1 đến 1 nhá, thông thường là vậy, để cho thầy là khác trừ 1 đến 1. Làm thế này thế nào? Không có bao nhiêu? Chưa?
Bài ra bao nhiêu nhỉ? Đến đổi nhá. Nào là tê bằng gì đây? Phương trình sao đã biến đổi cho thầy đã. Nó sẽ là gì nhỉ? 2 cos bình x. Sorry, thầy đưa về toàn sin đúng không? Đưa về toàn sin nó sẽ là gì nhỉ? 1 trừ đi 2 sin bình x này. Trừ sin x đúng không? Trừ 2m trừ 3 bằng 0. Rút lại sẽ là gì? Trừ 2 sin bình x. Trừ sin x đúng không? Trừ 2m trừ 2 bằng 0. Thầy cô lập m nhé, cô lập m sẽ là gì? Đừng có dạng gì chia cho 2 nhé, để nguyên về 2m cũng được, không sao cả. Trừ 2 sin bình x này. Trừ sin x trừ 2. Nào đặt t bằng gì đây? Đặt t bằng sin x. Quan trọng được cái t là gì nhỉ? Tiêu thuộc bao nhiêu? Còn nhớ không? Bài đầu tiên thầy dạy đấy. Bài đầu tiên thầy dạy là đầu tiên phải làm gì nhỉ? Xác định cái miền của x trước. Xác định miền của x trước là xuất phát từ đâu? Từ trừ bi trên 4 nào. Kết thúc là bao nhiêu nhỉ? Kết thúc là bi trên 2. Đúng không nhỉ? À, sin là chiếu sang ngang đúng không? Chiếu sang ngang. Đó, chiếu sang ngang. Ok chưa? Chiếu sang ngang. Vậy mình thấy này. Nó đen chiếu đến đâu? Đen từ đây đến đây. Đúng không? Trục số bên đen từ đây đến đây. Mắc là mấy nhỉ? Mắc là 1. Chuẩn chưa? Thằng này là bao nhiêu? Sin của trừ bi trên 4 nào. Sin của trừ bi trên 4 sẽ là bao nhiêu? Trừ căn 2 trên 2. Hiểu không nhỉ? Vậy tức là T thì sẽ là nào? Từ trừ căn 2 trên 2 đến 1. Vậy xem cái phương trình 1 nó thành gì? 2M bằng gì nhỉ? 2M bằng gì? Bằng trừ 2 T bình trừ T trừ 2. Thầy coi bằng FT nhé. Coi là FT. Được chưa? Bảng biến thiên nào. T FT. Được chưa? T và FT. Nào. Đây là trừ căn 2 trên 2 này. Đến 1 này. Đây là bao nhiêu? Đỉnh là bao nhiêu nhỉ? Đỉnh là bao nhiêu? Đỉnh là trừ 1 phần 4. Đúng không? A này A âm chưa? A âm. Đi lên rồi đi xuống. Hiểu vấn đề không? Rồi để tính cho thầy nhá. Tại 1 nó là trừ 5. Tại 1 phần 4 là bao nhiêu? Số này hơi xấu rồi. 1 phần 4 là bao nhiêu nhỉ? Trừ 1 phần 4 là bao nhiêu? 1 phần 8. Trừ đi 7 phần 4 à? Sorry đâu, 7 phần 4 đâu? 15 phần 8 ạ. Trừ 15 phần 8. Căn 2 trên 2 là bao nhiêu? Trừ 2 trên 2 là bao nhiêu? Số hơi xấu để nguyên thôi. 1 phần 2. Phần 2 trừ 3 tức là căn 2 trên 2 trừ 3 đúng không? Vậy min là trừ 5 này. Min là trừ 5, mắc là trừ 15 phần 8. Vậy suy ra ngay là gì nhỉ? Là trừ 5 phải nhỏ bằng 2m. Nhỏ bằng 2m. 2m nhỏ bằng trừ 15 phần 8 đúng không? Vậy tương đương là gì nhỉ? Trừ 5 phần 2. Ok chưa? Vậy đây là kết quả cuối cùng nha. Kết quả cuối cùng. Được chưa nhỉ? Đơn giản không? Đấy, bạn nào chưa làm được thì hoàn thiện nhất cho thầy nha. Hoàn thiện cho thầy đi. Để sang bài khó hơn một chút. Ok chưa?
Con quen này chưa? Quen này chưa nhỉ? Nào, nghĩ thử bài này nhá, nghĩ thử bài này xem nào. Là ví dụ 4. Khó một chút nhá, cái khó một tí này. À, trong trình cos 2x trừ 2 cos x cộng m trừ 1 bằng 0. Rồi tìm m để phương trình có 4 nghiệm phân biệt thuộc cái này. Hơi khó một tí nhá. 4 nghiệm phân biệt thuộc từ trừ vi trên 2 đến vi trên 3, không không đến vi trên đến vi trên 2 cho dễ. Rồi trừ vi trên 2 đến vi trên 2. Nào, thử làm đi coi nào. Coi này khó đấy. Nó nặng về tư duy đâu, nặng về tư duy thì tính toán rất là nhanh. Để cho 2 phút nghĩ thử nha, nghỉ chưa? Được chưa nhỉ? Cái này nhá, cái khó mà này ấy là chuyển từ điều kiện của x sang điều kiện của t. Mới hiểu không? Chuyển từ điều kiện của x sang điều kiện của t. Tư duy này mình hay gặp thôi. Đầu tiên biến đổi phương trình đã, biến đổi phương trình đưa vào bậc 2 đã. Được chưa? Biến đổi đây về bậc 2 nó sẽ là gì nhỉ? 2 cos x này trừ 1 này trừ đi 2 cos x này cộng m trừ 1 bằng 0, đúng không? Tương đương gì nhỉ? Cô lập m luôn đi. M sẽ bằng gì? Trừ 2 t bình. Trừ 2 t bình này. Thôi, đặt chậm nhá. Trừ 2 cos bình x này cộng 2 cos x cộng 2. Bây giờ mình đặt nhá, quan trọng là khó đây. Đặt t bằng cos x. À, lại vẽ đường tròn ra cho thầy, vẽ đường tròn ra. Vẽ đường tròn ra. Đó. X của mình là chạy từ trừ vi trên 2. Đúng không? Cái miền của x là miền màu vàng này. Miền của x là màu vàng nhá. Màu vàng. Cốt là mình chiếu sang ngang không? Chiếu xuống, chiếu lên đúng không? Mày xem ngay T khoảng nào nhỉ? Cốt là mình là chiếu xuống. Nó chiếu xuống đây. Chiếu xuống đây. Nó đen từ đây đến đây đúng không? Đen phần vàng này này. Đen từ đây đến đây. Tức là nó thuộc cái gì nhỉ? Từ 0 cho tới đến 1. Thế bây giờ nhá. Cái phương trình 1 nó sẽ là gì nhỉ? Phương trình 1 nó sẽ là gì?
Dương gì đây? M bằng trừ 2T bình cộng 2T cộng 2. Cái này bằng FT. Cái này bằng FT. Bằng FT. Mày hiểu không? Bằng FT. Nào, nhìn cho thầy nhá. Bây giờ mình phải biên luận này. Các bạn để cho thầy nhá. Quan trọng là mình phải chuyển điều kiện của x sang điều kiện của t. Thì gọi là phương trình 2. Bây giờ nghe nhá, đường tròn này nhá. Đường tròn này này. Để vẽ lại ra đây. Cái bước khó nhất của mình ấy là bước chuyển điều kiện. Chuyển điều kiện của x sang điều kiện của t. Nào. Nhìn cho thầy nhá. X là bằng vàng này. Đúng không? Giá trị của nó đây là phần bằng vàng này. Bây giờ từ 0 đến mấy? 0 đến 1. Cốt là chuyển xuống mà, các bạn nghe này nhá. Với mỗi x, với mỗi cái t, với mỗi cái t bất kỳ trong đoạn 0,1, các bạn kể vuông góc cho thầy. Cắt tại mấy điểm nhỉ? Cắt tại mấy điểm vàng? Cắt tại mấy điểm vàng? Cắt tại 2 điểm vàng không? Mới hiểu không? Cái này hai điểm vàng vậy mình chia ra cái gì nhỉ? Là với t thuộc cái khoảng từ 0 cho tới 1. Nhớ nhá, thuộc 0 1, 0 ngọc tròn lại 1 nhá. Thì chia ra là gì nhỉ? 1t cho mấy? Cho mình ngay. Các bạn hiểu vì sao không? Hiểu vì sao không? Đây này, với mỗi cái t ở trong không một này đúng không? T ở đây đúng không? Các bạn kể vuông góc xuống với ô ích, các dần chọn lại hai điểm này chưa, tức là 1t cho bạn 0,1 thì cho mình 2x. Nhưng mà yêu cầu nó là mấy x nhỉ? Yêu cầu là mấy x? 4x. Vậy mình ghi là để đúng không, để cái một có mấy x nhỉ, có à, để cái sao có 4x đúng không, 4x thì suy ra ngay phương trình 2 phải có bánh nhỉ? Phải có bánh nhỉ nhỉ? Phương trình 2 mình nghĩ nó là phương trình bậc 2 đúng không? Mắc có mấy nhiệm? Có hai nhiệm. Đúng không nhỉ? Mà mỗi nhiệm t trong 0,1 cho mình mấy x? Cho mình 2x chưa? Vậy để có 4x thì phương trình 2 phải có gì đây? Hai nhiệm thuộc cái gì? Thuộc cái đoạn từ 0 đến 1. Đúng chưa? Đến đây thì mình có bảng biến điên thôi. Bảng biến điên cho thầy nào. T và FT. Bài này cho hơi hơi dễ một chút là để cho khoảng đặc biệt quá. Là 0,1. Đỉnh là 1/2 không? A âm đi lên. Rồi đi xuống. Đúng không nhỉ? Tại 0 nó là 2. Tại 1 nó cũng là 2. Tại 1/2 nó là bao nhiêu? Tại 1/2 nó là bao nhiêu nhỉ? 5/2 đúng không? À bây giờ nhá, để có hai nghiệm nghe này, cho thầy nghe này, để có hai nghiệm đúng không? Thì nó phải như thế này, đúng chưa? Có hai nghiệm mà, tức là nó phải như thế này. Các bạn hiểu không? Vậy suy ra hay là gì nhỉ? À, hai phải nhỏ hơn gì? Nhỏ hơn m, m phải nhỏ hơn bao nhiêu? 5/2. Đó. Bây giờ câu hỏi thầy nhá, câu hỏi thầy này. Nhìn như này bài này. Vì sao m không bằng 2 được? Vì sao m bằng 2 được không? Nào m bằng 2 được không nhỉ? M bằng 2 được không? Câu hỏi thầy nhá. M bằng 2 được không? Không ạ. Vì sao không? Không ạ. Vì sao? Vì t thuộc từ khoảng không, hai nghiệm thuộc từ một tròn. Đúng rồi, không phải ngọc tròn. Nghe này, nếu mà bằng hai nhá, nếu mà bằng hai đúng không, nếu mà bằng hai thì t bằng bao nhiêu? T bằng không và t bằng một, có chuẩn không? Chiếu lên đúng không nhỉ? Chiếu lên cho thầy chuẩn chưa? Với m bằng hai này ở đây đúng không, thì t bằng không và t bằng một chưa? Nhưng bằng t bằng một mình có lấy không? Với t bằng một thì cho mấy x thôi hả mấy đứa? Với t bằng một cho mấy x thôi, t bằng một đây Một này, ạ, một ạ. t bằng một cho một x thôi,
T bằng 0 vẫn cho hay, T bằng 0 vẫn cho hay đúng không? Vậy đấy T là một loại, đúng không nhỉ? Vậy không có bằng 2 nhá. Không có. Đấy, hiểu vấn đề chưa? Cái khó này này, nhưng mai sau về sau ấy, các bài vận dụng cao của lớp 12 ấy, là phải chuyển từ điều kiện của T sang cái điều kiện của X, để nó tương đối khó ở chỗ đấy. Hiểu vấn đề không? Được chưa nhỉ? Nên là làm một bài nào đấy hết sức cẩn thận nhân. Tất nhiên bài này là bài điểm 10 rồi, tôi không nói gì. Bài này thi trường mình bài điểm 10 rồi. Được chưa? Chuyển điều kiện của T nhá sang điều kiện của X là những câu rất là khó đấy. Trong phiếu bài tập của thầy có rất là nhiều bài của đấy. Rất nhiều bài của đấy. Cứ làm nhá, làm đi. Thầy sẽ chiếu một hai bài tiêu biểu. Được chưa? Chịu khó nghĩ một chút nha. Rồi. Đấy. Hướng 1, 4 bài hẳn hoi nhá. 4 bài hẳn hoi. Rồi sang hướng thứ 2 nhá. Xong rồi bài hướng thứ 2 nhá. Thế xong chưa? Hoàn thiện lúc cho thầy cái này nhá. Ok chưa nhỉ? Rồi chuyển sang ví dụ 5 nhá, nốt ví dụ 5 thôi. À, ví dụ 5. Ví dụ 5. Đơn giản thôi. Hướng thứ 2 nhá. Và cho công trình sinh bình x cộng với cả ba m cộng hai trừ nhé, trừ đây là trừ trừ ba m cộng hai mình xin đấy cộng được sáu m còn không. Câu hỏi là tìm m để phương trình có nghiệm. Rất là dễ thôi. Bài này nhá, bài này này cho nghe này. Bài này thì mình không cô lập được M rồi đúng không? Không cô lập M được rồi. Được chưa nhỉ? Cô lập M, cô lập thì cô lập được đấy, nhưng mà khi mà cái hàm nó ra ấy nó không phải hàm bậc hai, hiểu vấn đề không? Nên mình sẽ không nghĩ đến cô lập m nữa, mình sẽ kiểm tra delta, hiểu vấn đề không nhỉ? Thế là mẫu này thì đặt này, thì đặt t bằng sin x, ok không mấy đứa? Nhớ t nhá, rồi đoạn từ trừ một đến một. Vậy quy trình sao đó là cái gì? Thế là t bình đúng không? Trừ đi 3m cộng 2 nhân t cộng 6m bằng 0. Hiểu chưa? Đây kiểm tra delta nhé nào. Mình có delta là bao nhiêu? Là 3m cộng 2 này tất cả bình này trừ đi 4ac. 4ac tức là trừ đi 24m sẽ bằng gì nhỉ? 9m bình đúng không? 9m bình trừ đi 6m đâu nhỉ? 9m bình trừ đi 12m cộng 4 không? Thằng này nó chính là gì đấy? Nó chính là gì? 3m trừ 2 tất cả bình. À chính phương nhỉ? Chính phương rồi, vậy chia ngay. T bao nhiêu?
trừ b cộng căn delta trên cho 2a tức là chia cho 2 bằng bao nhiêu? Còn 3m và t bằng bao nhiêu? Trừ b trừ căn delta trên cho 2. Tôi nghe chất sau nhé, nghe chất sau bằng a. À cái này loại này, biết sao loại không ở đây nữa? Vì sao? Vì nó vi phạm điều kiện là gì nhỉ? T thuộc trừ 1 đến 1. Vậy bây giờ nhá, vậy để sao có hiệu đúng không? Để sao có hiệu? Tương ngay là 1 có hiệu. Mà T trong khoảng nào mới nhớ nhỉ? T trong khoảng nào? T trong khoảng từ bao nhiêu? Từ trừ 1 hay tương là gì nhỉ? Trừ 1 phải nhỏ 3M. 3M phải nhỏ 1 không? Vậy giải ra thầy đâu? Trừ 1 phần 3 nhỏ 1. Đó, ok chưa? Đơn giản thôi đúng không? Đấy. Một vài vật dụng cao nhẹ nhàng. Được chưa mày nữa? Đúng 1 đúng 2 nhá. Rồi, uy tín. Nói vài nữa nào. Câu hỏi này tìm m để phương trình có ba nhiệm phân biệt thuộc cái từ trừ vi trên 2 đến vi. Ok, đơn giản vậy thôi. Như 6 nhé. Để nâng cấp lên một tí. Câu này cũng là câu 2 thi chuyển mình này. Chuyển mình 5 nặng thi câu này. Câu cuối cùng. Câu 10 điểm. Hầu như 5 nặng thi câu này. 2 năm gần trở lại đây rồi. 2 năm gần đây 5 nặng thi câu này. Đơn giản không? Nghĩ được ra xem nào. Đặt tay các kiểu không? Vẽ đường tròn ra. Câu này là cái gì nhỉ? Một phút nữa phải chữa nha, nghĩ được hướng đi. Viết ra cái này, một phút nữa phải chữa.
Nào, đặt biến đổi là T nhá. Đặt T bằng gì đây? Đặt T bằng codec. Mày ok không? Nhớ nhá, vẽ hình tròn đây này. Vẽ hình tròn ra. Đó. Vẽ hình tròn đây này. Đoạn nhỉ? Nhớ nhá, trừ bi trên 2 này. Trừ trên 2 quay ra đây đúng không? Quay đâu đến B. Mày hiểu không? Đến B. Đấy, chiếu lên, chiếu lên. Chiếu lên, chiếu xuống. À, đen hết cả tần số chưa? Đen. Từ trừ 1 đến 1 đâu. Nhưng mà trừ 1 là không có dấu bằng nhé, cẩn thận. Đúng không? Vì sao? Vì cái đoạn B là vòng tròn. Đoạn B là vòng tròn mà đúng không? Nên là không có dấu bằng. Vậy phương trình sao? Thế là gì? Sao viết thành gì nhỉ? 2t bình trừ đi 2m cộng 1 nhân t cộng m bằng 0. Nào delta nào. Delta bằng gì nhỉ? 2m cộng 1 bình này trừ đi 8m bằng bằng gì đây? 4m bình bằng 4m bình trừ đi 4m cộng 1 nó chính là gì nhỉ? 2m trừ 1 bình. Đúng không? Vậy mình có nhiệm t là bao nhiêu? Chính phương chưa? T bằng gì nhỉ? À, trừ b là 2m cộng 1 này cộng 2m trừ 1 này chia cho 4 đúng không? Bằng m trên 1 bằng m. Và t là bao nhiêu? T bằng trừ b trừ căn delta chia cho 4 đúng không? Tức là 1/2. À, bây giờ nghe nhá. Nghe này. Thầy này vẽ hình tròn ra đây. Đúng không? Nghe nhá. Quan trọng là mấy nhiệm này. Mình bằng vàng đây. Mình xét mình bằng vàng đây. Cô bằng này. Được chưa? Rồi. Cô bảo thầy ra đây đúng không? Nào bây giờ nhá. Trục T đây, trục T mình vẽ hết cả trục này đúng không? Giờ như thế này này. Với T là 1/2. Chiếu lên. Cho anh mấy x nhỉ? Cho anh mấy x? Cho anh mấy x đây. À, cái này cho anh mấy x? 2x. Đúng không? Vậy bây giờ nhá. Vậy để phương trình 1 này. Vậy để đúng không? Để sao có ba nhiệm phân biệt đúng không nhỉ? Thuộc cái gì? Thuộc cái trừ vi trên 2 đến vi trên 2 đến vi thì xưa ngay cái phương trình 1 ấy phải có mấy nhiệm nhỉ? Phải có một, nghe này, phải có nhiệm, phải có nhiệm, phải có một nhiệm đúng không? Thuộc cái gì nhỉ mấy đứa nhỉ? Nghe này, với t cho đến 0 đến 1 thì cho mình mấy x? Cho mình 2x không? Vậy bây giờ mình cần có mấy nhiệm nữa thôi? Để có ba nhiệm nhá. Thì phương trình sao thì cần mấy nhiệm phương trình 1 này này. Cần mấy nhiệm thôi? Cần một nhiệm không? Một nhiệm thuộc cái gì? Một nhiệm đúng không nhỉ? Một nhiệm thôi. Hay tương đương gì nhỉ? Hay tương đương là gì? Nào, một nhiệm nhá. Tức là mở thuộc cái gì? Đây này. Với t ở đây đúng không? Với t ở đây. Cho mình mấy x rồi? Cho mình cứ một x thôi đúng không? Với t ở đây cho mình duy nhất một x. Tức là gì nhỉ? Tức là nó thuộc cái gì? Trừ 1 đến 0. Hoặc vuông ở đây. Hoặc là m mấy hoặc là m bằng 1. Ở đây. Cũng cho mình một x. Mới hiểu không? Vậy kết luận này. Kết luận này. Tức là thuộc trừ 1 0 hoặc m bằng 1. Nhớ nhá. Hơi khó một tí đấy. Mày đi hiểu không? Thì nói lại nhá. Với t là 1 phần 2 chưa? 1 phần 2 ở đây. Cho mình mấy x? 2x chưa? Mới yêu cầu mình là mấy nhiệm rồi? Yêu cầu mình là ba nhiệm. Vậy để có ba nhiệm đúng không? Thì phương trình này nó chỉ cần có một nhiệm thôi. Phương trình này này chỉ cần có một nhiệm thôi. Mà khi nào có một nhiệm nhìn vào đường tròn nó chỉ cho bạn từ trừ 1 đến 0 rồi đúng không? Ở trong khoảng này, trong khoảng này mình chiếu lên có một nhiệm thôi đúng không?
hoặc là gì, hoặc là bằng một. Hiểu vấn đề chưa nhỉ? Đó. Chỉ một trong các khoảng đấy thôi. Mình đã hiểu chưa? Đấy nhá. Đấy, xong rồi bài tập về nhà này. Thì mở để cốt bình x trừ đi cốt x bằng 2m trừ 1 bằng không có nhận đến tử nhá. Câu 2, sin bình x trừ 3 sin x cộng 2m trừ 1. Còn không cũng có nhận nốt. Hai câu dễ. Câu 3, 2 sin cộng cốt của 2x trừ m bằng 0. Cái này có nhiệm. Được cái là 0 mình đi trên 2. Được chưa? Câu 4 là cốt bình x 2 cốt bình x trừ đi 2 cốt x cộng 2m trừ 1 bằng 0. Có 4 nghiệm phân biệt với khoảng từ trừ vi trên 2 đến bi. Ok. Câu 5 là cốt bình x cộng với cả 2m cộng 1 cốt x cộng m bình cộng 1 bằng 0. Cái này có nhiệm, có nhiệm được chưa nhỉ? Có nhiệm. Câu 6 là 2 sin bình x trừ đi 3 m trừ 1/3. 3 sin bình x nhé, 3 sin bình x trừ 3 m cộng 1 sin x cộng 9 m bằng 0. Cái này có 4 nghiệm phân biệt thuộc cái khoảng từ trừ đi trên 2 đến bi. Ok. 6 câu bài tập về nhà nhá. Hơi khó đấy, 6 câu hơi khó đấy. Buổi sau thì chưa 6 câu này nhá. Buổi sau có thời gian đấy chưa 6 câu này. Ok không nhỉ? Chắc là thầy bài 6 câu này về nhà đi. Cho nó 3 câu đầu là tương tự nhá. 3 câu đầu là dễ, 3 câu sau là khó. Đấy, 3 câu sau 3 câu khó. Kết hợp phải làm vào trong phiếu nhá. Chủ nhật mình học bài mới. Chủ nhật bài mới đấy. Các bạn cơ bản bài mới thôi. Được chưa nhỉ? Nhớ chăm chỉ làm bài tập ở nhà nhá. Phải chịu khó làm thì mới quen tay được. Chứ lười là khó dạy đấy, là không quen được đâu. Chịu khó làm cái bài tập ở nhà. Thắc mắc gì có thể nhắn tin hỏi, inbox hỏi nhá. Ok chưa? Có hiểu bài hôm nay không? Rõ được bài tham số rồi nhỉ? Có các hướng xử lý đấy, thầy nói rất là rõ ràng rồi đấy. Thông thường như là mình chỉ gặp hướng 1, hướng 2 thôi. Hướng 3 thì mình chưa gặp bây giờ đâu, lớp 12 mới gặp 3 thôi. Bài nào khó lắm mới gặp hướng 3, còn chủ yếu là mình gặp hướng 1 và hướng 2. Nhớ để cái đấy nhá. Ok đấy, rồi mình đã nghỉ đi. Bye bye mấy đứa. Bye bye cả lớp.